nay, chúng tôi đang có mặt tại hội trường của nhà thờ Divine Providence, tọa lạc tại thành phố Southfield, thuộc tiểu bang Michigan. Mặc dù hôm nay đã 15 Tết, nhưng cộng đồng người Việt tại đây vẫn kết hợp với các hội đoàn thể địa phương để tổ chức cho đồng bào. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt này do VBS tường trình từ Michigan. Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình VBS Canada, hiện nay anh chị em chúng tôi đang có mặt tại hội trường của nhà thờ Divine Providence, tọa lạc tại thành phố Southfield thuộc tiểu bang Michigan. Mặc dù hôm nay đã 15 Tết, nhưng cộng đồng người Việt Michigan đã vẫn phối hợp với những hội đoàn khác để tổ chức Tết cho đồng bào tại đây. Sau đây kính mời quý khán thính giả theo dõi buổi phóng sự đặc biệt này với VBS Canada. Chào anh, hồi nãy giờ thấy anh mặc cái áo dài xanh rất là đẹp trai, mà không biết là anh giữ nhiệm vụ gì cho ngày hôm nay? Dạ, cảm ơn chị, em là trong ban hùng sử Việt. Và tối hôm nay em có giúp một phần về cho cộng đồng, có diễn một cái vở kịch cho cộng đồng tối hôm nay. Cái kịch đó là kịch gì thưa anh? Dạ, về nói về lịch sử của Việt Nam, nói về những vua hùng và nói về những lịch sử của Việt Nam. Như vậy thì là em đẹp trai mà ăn bận như vậy thì tối nay em diễn vai gì và em có phải mặc đồ như vậy để diễn tuồng không? Dạ không, em có thể đổi một cái outfit khác và em sẽ là chỉnh Lâm Tráng Sĩ trong vai của Hùng Sư Việt. Cảm ơn Lâm, chúc Lâm thành công trong tối hôm nay ha. Ba cô có biết nói được tiếng Việt không? Một chút thôi. Chị thấy trên tay của ba em cầm ba cái giỏ, không biết là giỏ gì đó? Giỏ mô vé cô, ba cái năm đầu, một cái hai đồng. Em bán vé số cho ai? Em để ủng hộ cho cộng đồng nha. Ngoài bán vé số, các em còn làm gì nữa không? Tại vì chị thấy mặc đồ rất là đẹp. Bán bông, bán bông với vé số thôi. Có trình diễn văn nghệ không? Dạ, các cháu em trình diễn ở trong fashion show. Còn em? Ở trong fashion show luôn cô. Chúc các em được thành công cho tối hôm nay, vì chị thấy các em sofa là đã rất là đẹp, rất là dễ thương. Mặc dù là bây giờ chưa đến 7 giờ tối, nhưng mà Phương Linh thấy đồng hương đã kéo đến rất là đông. Và trước mặt Phương Linh đây là những quầy hàng bán thức ăn do các anh chị trong, chắc là không biết là từ chùa hay là từ đâu đến, mà làm rất là nhiệt tình. Để cho Phương Linh hỏi thử ha. Thưa chị bán cái này là cho ai vậy thưa chị? Để bán cho cộng đồng chị. How about you? She just helped me. Hello. What do you do here? I'm just helping out. You know, I came last year and, you know, I had a good time, so I came back this year. And I don't mind helping out, so. Thank you. Yeah, em ở Ann Arbor tới. Uh-huh. Yeah, em lần năm nay lần đầu tiên em đi, em chưa đi bao giờ hết. Yeah. Em đi với một mình hay đi với ai nữa? Yeah, em đi với ông xã của em, ông xã đang xếp hàng đi mua bánh mì. Vậy chúc em mua mấy ổ? Em mua hai ổ, vợ chồng em mỗi người một ổ. Như vậy là hơi ít đó. Dạ, ráng ăn. Nhưng mà em có chè, em có bánh tiêu. Ráng ăn nhiều ủng hộ cộng đồng nha. Dạ, cảm ơn chị. Chào cô. Nãy giờ ở đằng xa thì mình thấy cô rất là dễ đẹp, dễ thương và đang trưng bày những cái đồ mỹ phẩm như vậy. Không biết đây là những mỹ phẩm gì thưa em? Đây là sản phẩm của Sweet Kit, chị Phương. Sản phẩm xài rất là tốt của Desi Merrill. Yeah. Để có được một gian hàng hôm nay, em có phải liên lạc cho ban tổ chức hay không? Dạ có, em có liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức cho em cái bàn để set up đây. Cảm ơn em, chúc em tối nay thật là thành công và luôn luôn thành công trong thương mại ha. Thank you chị. Việt Nam Cộng Hòa nghiêm. Tiếp theo
là phần nghi lễ chào cờ Việt Mỹ do Hội Cựu quân Cán chính Detroit phụ trách, là đến phần dân hương và nghi lễ trước bàn thờ Tổ quốc. Tại địa phương này, thông lệ hàng năm đều do chùa Tịnh Tông phụ trách với khói hương nghi ngút. Đứng dậy, với nén hương lòng cùng hướng về bàn thờ Tổ quốc, cùng dân hương và tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân và cầu nguyện cho gia đình, cộng đồng, xã hội và cho Tổ quốc. Xin kính mời quý vị đứng dậy. Nhiều thế hệ đế thừa đã liên tục chống xâm lăng giữ yên bờ cõi. Trong quá trình dựng nước và giữ nước đó, đã có biết bao nhiêu anh hùng, nghĩa khí sáng như trăng sao, dẫn như sắt thép, lưu danh muôn đời cho hậu thế. Biết bao nhiêu anh hùng, anh thơ, chiến sĩ hữu danh, vô danh, đã đem xương máu đắp bồi cho đất nước. Anh linh của các ngài đã hung đúc nòi giống Việt, kiên cường qua 4.000 năm văn hiến, làm rạng rỡ trời Nam. Chúng con xin nguyện cầu anh linh các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, xin các ngài phù hộ cho đất nước Việt Nam trường tồn, cho dân tộc Việt Nam sớm được sống trong thanh bình và an lạc. Và bây giờ tiếp theo là phần giới thiệu quan khách và các hội đoàn. Về phía tôn giáo, nhiều nhất là đại diện các chùa như chùa Linh Sơn, Tịnh Tâm, Thánh Đức và các vị đại diện đã được mời lên sân khấu để chào mừng quan khách. Chúng tôi xin được phép giới thiệu với quý vị một số quan khách đặc biệt trong đêm hôm nay. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure to have many of you here tonight in the new year. Special thanks to our distinguished guests and representatives from many organizations. We would like to recognize and introduce the following. Please rise when your names are called. Kính thưa quý vị, tôi xin được giới thiệu ông Martin Horelak, dân biểu của tiểu bang Michigan. Michigan State Representative Mr. Martin Horelak. Đại diện giáo sư Đức Mẹ bang Ân Lành, ông Hoàng Văn Lên. Thượng tọa Thích Trí Tường, chủ trì chùa Linh Sơn, Warren. Ông Vĩnh Dương, former president of Vietnamese American Association of Michigan, ông Dương Đức Vĩnh, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Michigan và Trung Nam. Ladies and gentlemen, Mr. Heitzer, President of Vietnamese American Association of Michigan. Ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Michigan, Trương Thế Hải và Phu Nhân. Ms. Marie Thảo Huỳnh, Vice President of Vietnamese American Association of Michigan, và Phó Chủ tịch Nội vụ Cộng đồng Người Việt Quốc gia Michigan, bà Huỳnh Thị Thảo. Và bây giờ, không khí xuân đã có khắp mọi nơi và trong lòng mọi người với những nỗi niềm của người con đất Việt tha hương. Như chúng ta không có gì quý hơn bằng tình thương mến và những lời cầu chúc an lành dành cho nhau. Ở đó, chúng ta dành những điều tốt đẹp nhất để tặng cho nhau qua những lời cầu nguyện và những lời chúc tốt lành. Và sau đây, xin thay mặt ban tổ chức kính mời thầy Thích Trí Thường và ông Martin Harlack xin có đôi lời chúc tết quý đồng hương. Đồng thời, đại diện Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng đã được mời lên phát biểu. Here in the front row, I want to wish everybody a blessed and happy New Year. And as we enter the New Year, it's an opportunity for us to pay homage to our ancestors who came before us, and also to our family who have made great sacrifices to bring us to this free land here.
I have a great announcement to make. My wife's family has had some excellent and favorable news this year. Her aunt, who has been separated from her husband, who is in France, her aunt is in Vietnam, after many decades has finally received permission from the French government to be reunited with her husband. So this is a joyous New Year for them. Kính thưa quý vị lãnh đạo, tinh thần các tôn giáo bà. Kính thưa quý đoàn thể, hội đoàn, cùng các cơ quan truyền thông, truyền hình, như toàn thể đồng bào và quý Phật tử hiện diện trong đêm vui xuân giấc ngọ hôm nay. Kính thưa được quý vị, trước hết chúng tôi được ban tổ chức cho phép gửi lời chúc xuân đến cùng toàn thể liệt quý vị. Kính thưa quý vị, và bây giờ tiếp theo là cô Huỳnh Thu Thảo, trưởng ban tổ chức, đã có đôi lời cùng quan khách. Mời bà Huỳnh Thu Thảo. Ms. Marie Huỳnh, gonna come up here and have a few words with you. Quý Hồng Vương, chúc thêm năm mới. Kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Và cảm ơn quý vị đã đến tham dự ngày Tết Xuân Giáp Ngọ 2014. Chúng tôi kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, ngày càng yêu mến cộng đồng. Theo sau là tân chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Michigan, ông Trương Thế Hải cũng đã phát biểu như sau. Giáp ngọ tới quý vị, tân niên kính chúc mọi nhà an khang, đầm ấm, đầm đà, thịnh vượng. Và cũng không quên chúc quý vị tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Riêng với cộng đồng Michigan của chúng ta thì sao? Thì chúng tôi xin chúc cộng đồng lớn mạnh bao la, cộng đồng vui vẻ, nhà nhà vui thêm. Phương Linh, một người bạn trẻ, xin hỏi em tên gì? Em tên là Việt. Em đến đây để làm gì? Em đến đây để làm khán giả văn nghệ. Em có phải là người ở Michigan hay không? Dạ không, em là dân Cali. Đến đây đang đi làm ở nhà thương Botsford, Farmington Hills. Làm nhà thương nghĩa là không, em làm cái gì ở nhà thương? Em là học sinh năm thứ ba trường Y. Chúc em được thành công. Bên cạnh Phương Linh là anh Phan Bộ Châu. Mời quý vị hãy theo dõi cuộc phỏng vấn với ông Phan Bộ Châu Trân, hội trưởng câu lạc bộ Hồng Sữa Việt Michigan. Tôi là hội trưởng câu lạc bộ Hồng Sữa Việt. Bữa nay Hồng Sữa Việt sẽ có một chương trình giúp cho Tết cộng đồng. Năm nay Hồng Sữa Việt làm gì thưa anh? Năm nay sẽ giúp một tiết mục nhạc kịch Thành Thăng Long sẽ trình diễn vào khoảng 9 giờ rưỡi. Hồng Sữa Việt có được bao nhiêu membership, có khoảng bao nhiêu người và sinh hoạt ra sao thưa anh? Hồng Sữa Việt chúng tôi khoảng 70 người, trên dưới 70 người. Và sinh hoạt ra sao, có phải bắt buộc sinh hoạt thường xuyên hay không? Thường thường chúng tôi sinh hoạt vào cuối tuần và những dịp lễ có thời gian nhiều. Để tham gia Hồng Sữa Việt thì phải làm cách nào thưa anh? Tham gia Hồng Sữa Việt thì phải có tấm lòng từ thiện, phải có nhiều thời giờ, để phải có tinh thần tại cộng đồng. Cảm ơn anh. Đại diện các hội đoàn tôn giáo đã được mời lên để lì xì đầu năm cho các em thiếu nhi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là chương trình văn nghệ mừng xuân Giáp Ngọ tại Michigan đã được sự đóng góp của các tổ chức hội đoàn như Giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành, Chùa Thánh Đức, Chùa Tịnh Tâm, Chùa Linh Sơn, Câu lạc bộ Hùng Sư Việt Michigan và nhiều hội đoàn lớn nhỏ trong vùng tiểu bang Michigan. Chúng tôi ghi nhận văn nghệ tại đây rất là phong phú với nhiều tiết mục mang tính cách dân tộc, tuy nhiên không kém phần trẻ trung và thời đại. Thank you.
rồi tất cả đam mê người đôi phải chờ mong lấy như ít ngóng trong vui cùng bao đoạn diệu ta cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân dù thay đổi biết bao lần xin khấn nguyện kết chặt tình thân vui canh được những bước khuất năm nay chắc gặp tình xuân vẫn phi phạm trong gió ngàn từng đón xuân xa vui mùa xuân năm nay gặp nhau nhớ khi nào lúc ra đi còn tay hẹn tôi chờ nhau đến bên cầu đón xuân xa xuân đã về xuân vẫn mang lại trong nắng vàng không chút tiếng rêu vang xuân đã về xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn còn đón xuân xa. Xô nhau nhảy xuống sông để bơi sang bờ Bắc đều bị chết đuối. Hay quá, trời đã giúp chúng ta, hy vọng sớm bình định được thiên hạ. Còn nữa, vừa rồi phía nghĩa quân ta có bắt được một số hoàng tộc của nhà Lê trên đường chạy trốn, xin chúa công định lượng. Bố tao thần nghĩ rằng cứ đem họ ra chiếm đoạt thì chúng quân tao hành trộ nghĩ trăm ngàn lần không nên làm thế. Kết thúc chương trình văn nghệ là trình diễn áo dài thời trang. Tại đây họ không phân biệt tuổi tác, nói chung nam phụ lão ấu đều góp phần cho ngày hội xuân Giáp Ngọ thêm phần long trọng và vui tươi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
chương trình đón xuân tại Michigan đã được kết thúc với phần xổ số và dạ vũ kéo dài đến gần 1 giờ sáng. Kính thưa quý khán thính giả, những giây phút vừa qua, quý vị vừa theo dõi phóng sự cộng đồng do VBS Canada thực hiện tường trình từ tiểu bang của Ngũ Đại Hồ. Chương trình chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Đầu tháng 4, Mỹ bay ra Hà Nội cho biết trước ngày họ sẽ rút. Ngày nào? Giữa tháng 4, Mỹ nói xa xôi để vị tư lệnh hạm đội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hiểu một biến cố sẽ đến nay mai. Ông nói nếu giờ nào mà anh thấy rằng Hải quân Việt Nam không cần tới chuyến hạm nữa, thì anh nhớ lúc đó là mình phải trả lời cho Hoa Kỳ. Và vào ngày 29 tháng 4, Mỹ nói: Tôi nói với đại tá Kiểm và một nhân viên cao cấp khác của Hải quân Việt Nam rằng thay vì đi vào ngày 3 hay 4 tháng 5 như đã dự định, chúng ta phải thi hành kế hoạch di tản ngay tối nay. Từng diễn biến một, từng nhân chứng kể lại những sự kiện đã xảy ra dẫn đến cuộc ra đi của 43 chiếc chiến hạm Hải quân và hơn 30.000 đồng bào vào ngày 30 tháng 4 năm xưa. Bây giờ chúng tôi dự định đi, để mời đô đốc Đờ Trơn đi với chúng tôi. Tôi không đi. Kính thưa quý vị, tôi là Giáng Châu của tiệm Hoa Flora. Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý vị ở Canada và trên thế giới hơn 12 năm qua. Cho các lễ như khai trương, cưới hỏi, về tang lễ chúng tôi sáng tạo hoa với lòng thành kính và có máy in chữ vàng trên băng vải cho thêm sự kính cẩn. Chúng tôi cũng gửi hoa trên toàn thế giới cho quý vị. Quý vị đặt hoa ở Flora sẽ không bao giờ thất vọng.